Minasan chào các bạn. Đấy, nếu các bạn nghĩ rằng một chiếc iPhone 13 Pro Max này có mức giá từ 30 đến 50 triệu mà đã là đắt, úi giời, thế thì bạn chưa biết cho mình. Một chiếc iPhone 13 Pro Max mạ vàng, từ đầu đến đít chiếc điện thoại này được mạ một loại kim loại vô cùng là sáng bóng, có mức giá lên đến khoảng độ 50 triệu một cây. Chưa chỉ dừng lại ở đó, phần quả táo còn có cho mình xà cừ. Còn nếu như bạn cảm thấy xà cừ nó hơi xến thì bạn có thể lựa chọn cho mình nguyên một con Dragon ở đây, tùy vào sở thích của các bạn. Không chỉ dừng lại ở việc là có vàng sáng bóng, cùng với đó là rồng hay xà cừ, mà những cái phần như nút tăng giảm âm lượng, gạt âm, cùng với đó rằng nút nguồn, được trang bị thêm cả kim cương nữa, đem đến cái vẻ sang trọng cho những cái bạn nào mà tự dưng tài khoản được nhận cả 100 tỷ mà không biết làm gì thì có thể mua chiếc điện thoại này để có thể sang hơn, xịn hơn, giàu hơn. Vậy các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại iPhone mạ vàng này? Hãy cho biết vào comment phía dưới. Và với một chiếc iPhone mạ vàng này có mức giá lên đến là 160 triệu, mà nó chỉ có limited edition thôi, ví dụ như kiểu là con này là phiên bản thứ 9 trong 99 con. Chính vậy thì nếu như bạn là một trong 99 người giàu có đấy thì bạn đỉnh cực nghe nhá. Và đó là tập của video hôm nay. Xin chào lại các bạn tiếp theo. Bye bye.